Chào đón tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy. Video hôm nay thì Bình An Tử Vi Phong Thủy sẽ mang đến cho quý anh chị tử vi chọn đời của tuổi Canh Tý nữ mạng năm 2020. Và cuộc đời của tuổi Canh Tý nữ mạng năm 2020 có cuộc sống chọn đời như thế nào sẽ được giải đáp chi tiết ở trong video này. Và xin mời quý anh chị theo dõi và trải nghiệm. Đừng quên là Bình An Tử Vi sẽ làm tử vi chọn đời cho các tuổi từ năm 2022 đến năm 1970. Thông tin tổng quan của người sinh năm 2020 Canh Tý nữ mạng. Sinh năm 2020 là năm Canh Tý và nữ mạng Canh Tý năm 2020 có cung là Cấn. Và Canh Tý năm 2020 mang mạng Bích Thượng Thổ, tức là đất trên vách, và đất này tính chất yếu và cần dưỡng thêm. Có xương là xương con chuột và có tướng tinh là tướng con rắn và có được bài chúa tiên độ mạng. Tổng quan của tử vi chọn đời Canh Tý nữ mạng qua thơ. Canh Tý mạng thổ cung Cấn, đất ở đầu vách thế mà cứng ghê. Canh Tý sanh thuận tháng này, thìn tuất sửu mùi số này tài cao. Gái xanh xuân mộc sắc chồng, cho hay lỗi số không đồng mùa xanh. Số cô y lộc đủ dùng, không dư chẳng thiếu có chừng mà thôi. Gái mà Canh Tý quyền hành, gặp chồng mạng nhỏ phải dành nhịn ngay. Tánh người vui vẻ dễ thương, thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào. Tiền vận làm có của kho, bởi không biết giữ trời cho không còn. Bạc tiền như thể chiêm bao, buổi đầu làm khá sớm vào tối ra. Cho hay số ở thiên đình, tu nhân tích đức giữ gìn mai sau. Tử vi chọn đời Canh Tý nữ mạng năm 2020, luận giải chung. Người tuổi Tý có ý chí kiên định vững vàng và một khi đã xác định mục tiêu cho mình thì họ sẽ cố gắng hoàn thành và không bao giờ lùi bước và chấp nhận vượt qua mọi khó khăn và gian khổ. Do đó thì làm ăn kinh doanh, họ thường gặt hái được thành công và vàng dội. Người Canh Tý thì mang trong mình tham vọng lớn, tuy nhiên thì nếu không biết cách điều chỉnh thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và dễ gặp thất bại. Và trong suốt cuộc đời của người tuổi này thì ít gặp phải khó khăn về phương diện tài chính và họ biết cách tiết kiệm và thường hay tính toán chi li, cho nên thì thường xuyên tích lũy được số tiền lớn để an hưởng tuổi già. Và họ hòa đồng với những mọi người xung quanh và người tuổi này có khả năng giao tiếp vô cùng tốt và họ thích nơi đông người và thích bầu không khí sôi động, náo nhiệt chứ không thể chịu đựng được một cuộc sống buồn tẻ. Không những vậy thì họ còn có ưu điểm là chất phác, thật thà và không thích thể hiện bản thân. Và đặc biệt là không bao giờ coi thường người khác. Cuối cùng thì nữ mạng tuổi Canh Tý thì thường có cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc ấu thơ và số mạng của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng và vào thời điểm trùng vận thì họ thấy kết quả của sự sung sướng và thảnh thơi và an nhàn. Về cuộc sống của nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020 và qua lá số tử vi chọn đời của tuổi Canh Tý năm 2020 nữ mạng, Bình An Tử Vi có thể dự đoán được tử vi chọn đời của tuổi Canh Tý và nữ giới có cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc tuổi nhỏ và có số phúc đức nên cuộc sống họ tạo ra nhiều cơ hội thuận tiện và hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Trung vận thì đã thấy kết quả của sự sung sướng, hậu vận lại thảnh thơi và an nhàn. Tuổi Canh Tý thì thường hưởng thọ trung bình từ 55 tới 64 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Và còn nếu phúc đức và hiền lành sẽ được gia tăng tuổi thọ của mình. Về đường tình duyên của nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020. Về vấn đề tình duyên thì Bình An Tử Vi có thể nhận định tuổi Canh Tý chia làm 3 giai đoạn như sau. Đầu tiên là nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là quý bạn Canh Tý sinh vào những tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Thứ hai là nếu quý bạn Canh Tý sinh vào những tháng này thì cuộc đời của quý bạn Canh Tý nữ mạng lại có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Cuối cùng là nếu quý bạn Canh Tý nữ mạng sẽ sinh vào những tháng sau đây thì cuộc đời sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc. Đó là quý bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Và đây cũng là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của tuổi Canh Tý và căn cứ theo tháng sinh của quý bạn Canh Tý nữ mạng. Do vậy thì quý bạn nên xem đó mà quyết định tốt hơn cho cuộc đời của mình. Về gia đạo và công danh của nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020. Bởi mang mệnh Bích Thượng Thổ nên cần dưỡng tiền thì trung vận và hậu vận tuổi Canh Tý nữ mạng mới có thể tốt đẹp được hơn. Và qua xem tử vi chọn đời cho tuổi Canh Tý năm 2020 nữ mạng và đường công danh có phần tốt đẹp vào trung vận và phần gia đạo thì được đầy đủ và êm ấm và có thể tạo được hạnh phúc trọn đời với người hôn phối của quý bạn Canh Tý nữ mạng và sự nghiệp vững chắc và có thể hoàn thành vào năm 27 tuổi trở đi. Tiền bạc thì được dồi dào và sống trong sự sung túc của cuộc đời. Tuổi hợp để làm ăn với nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020.
Và theo luận đoán tử vi ngày nay thì nếu làm ăn và hợp tác giao dịch về tiền bạc và chọn được người tuổi thì có nhiều thắng lợi về tài lộc và cùng với sự thất bại trong vấn đề làm ăn, đó là các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi. Và những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn của các bạn tuổi Canh Tý nữ mạng và nên tìm những tuổi trên mà hợp tác làm ăn thì sẽ không bị thất bại. Chọn lựa tuổi chồng hợp với nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020. Trong việc lương duyên thì quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng thì cần lựa chọn những tuổi này thì cuộc sống quý bạn Canh Tý nữ mạng sẽ được sự giàu sang và cuộc đời thì nhiều tốt đẹp. Đầu tiên là quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng kết hôn với các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất thì những tuổi này hợp với đường tình duyên lẫn cả tài lộc nên quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng sẽ tạo được nhiều sự sung sướng cho cuộc đời của mình. Thứ hai là nếu kết hôn với các tuổi sau đây thì quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng chỉ cần hưởng được cuộc sống trung bình mà thôi, đó là Kỷ Dậu và Đinh Dậu. Và hai tuổi này chỉ hợp với tuổi quý bạn Canh Tý vào đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Thứ ba là nếu kết hôn vào những tuổi sau đây thì cuộc sống của quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng có thể trở nên nghèo khổ và khó được những cuộc sống tốt đẹp cho cuộc đời, đó là Canh Tý, Ất Tỵ, Bính Ngọ và Kỷ Hợi. Và bốn tuổi này thì không phù hợp với các bạn tuổi Canh Tý nữ mạng về đường tình duyên và tài lộc nên chỉ tạo được một cuộc sống nghèo khổ và giỏi lắm là đủ ăn, đủ mặc là cùng. Thứ tư là nếu kết hôn những năm quý bạn Canh Tý nữ mạng ở tuổi này thì quý bạn tuổi Canh Tý sẽ gặp phải cảnh xa vắng triền miên, đó là vào tuổi 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 41 tuổi. Thứ năm là nếu sinh vào những tháng này thì quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng sẽ có nhiều chồng hay đa phu, đó là quý bạn tuổi Canh Tý sinh vào những tháng 1, 2, 4 và tháng 5 âm lịch. Tiếp theo là những tuổi đại kỵ với nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020. Thứ nhất là bạn không nên kết hôn hay làm ăn với những người tuổi sau đây, sẽ có thể biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân. Và đây là những tuổi rất kỵ đối với quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng. Thứ hai là quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng nếu trong trường hợp gặp tuổi đại kỵ về vấn đề hôn nhân thì không nên làm lễ đính hôn, linh đình, mà khi đã ăn ở với nhau rồi thì nên cúng sao giải hạn hàng năm. Còn nếu trong gia đình thân tộc hoặc con cháu mà gặp tuổi kỵ thì nên coi tùy theo sao hạn của từng năm của mỗi tuổi mà cúng giải sao hạn cho tất cả các tuổi thì sẽ giải được hạn. Những năm khó khăn nhất trong cuộc đời. Và tuổi Canh Tý có những năm khó khăn nhất là những năm quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng vào ở độ tuổi 20, 25 và 27, 31 và 34 tuổi. Và những năm này thì hao tài hay bệnh tật và nên tránh làm ăn lớn và hùn hạp làm ăn hoặc là tính những việc có tính cách quyết định cho vận mạng của cuộc đời quý bạn tuổi Canh Tý nữ mạng trong những năm này bạn nhé. Những hướng tốt và hướng xấu của nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2020 và hướng tốt cho tuổi Canh Tý nữ mạng năm 2020. Hướng sinh khí là hướng Tây Nam, nhà này giàu có về điền sản và nhiều nhân đinh và hạnh phúc, nhưng do mộc tinh, hành mộc khắc hướng thổ nên về sau sẽ kém dần. Hướng thiên ni là hướng Tây Bắc, nhà này được giàu sang và phú quý, người nhà lương thiện, nhân đinh nhiều, tài lộc dồi dào và theo phúc đức để lại, và do nhà thuần dương nên phụ nữ ốm yếu. Hướng diền niên là hướng Tây, nhà này thì phát tài phát lộc nhanh chóng, con cháu thông minh, đỗ đạt cao và gia đình hạnh phúc. Hướng phục vị là hướng Đông Bắc, nhà này thì lúc đầu có tiền tài và có của ăn của để, nhưng về sau thì suy dần. Và nhà này dương thịnh âm suy nên phụ nữ và con cái trong nhà sẽ kém hơn nam giới về vấn đề sức khỏe và công danh tiền tài. Thứ hai là hướng xấu đối với tuổi Canh Tý nữ mạng năm 2020. Hướng tuyệt mệnh là hướng Đông Nam, nhà này thì thường gặp nguy hiểm từ bên ngoài vào và người trong nhà dễ mắc bệnh trúng gió và dễ gặp tai họa trộm cướp và thiệt mạng, còn út là người dễ bị tổn thương. Hướng ngũ quỷ là hướng Bắc, nhà này thì nhiều chuyện thị phi, kiện tụng và cãi vã và gia sản ngày càng suy và không vượng. Do nhà dương thịnh âm suy nên phụ nữ và con cái trong nhà hay bị tổn thương. Hướng lục sát là hướng Đông, nhà này thì ban đầu bình yên, về sau thì suy dần. Nhà này thì dương thịnh âm suy nên con gái trong gia đình hay bị tổn thương, con trai út cũng hay bị tổn thương và ốm đau. Cuối cùng là hướng họa hại là hướng Nam, nhà này thì lúc đầu giàu có nhưng về sau tài lộc suy dần, nhân khẩu không tăng, vợ lấn át chồng, gia đình hay mâu thuẫn. Những màu sắc hợp và kỵ với nữ tuổi Canh Tý năm 2020. Thứ nhất là nữ mệnh sinh năm 2020 thuộc cung Cấn, tức là hành thổ, nên dùng các màu tương sinh như đỏ, cam và hồng, tím. Và đây là thuộc hành hỏa, mà hỏa lại sinh thổ,
và dùng các màu tương hợp của hành thổ như vàng, nâu và dùng màu thuộc hành thủy như xanh nước biển, đen và thổ chế ngự được thủy. Thứ hai là kỵ các màu thuộc hành mộc như xanh lá cây, xanh lục và không nên dùng màu thuộc hành kim như trắng, ghi vì thổ sinh kim và mệnh cung cũng dễ bị giảm đi năng lượng và sinh xuất. Tử vi chọn đời Canh Tý nữ mạng, cuộc đời của từng năm. Canh Tý năm 2020 của năm 20 tuổi thì năm này không được tốt cho lắm và sẽ có thất bại về thi cử và khổ tâm về vấn đề tình cảm. Năm 21 tuổi thì đây là năm tuổi thành công về danh vọng cũng như cuộc đời. Tới năm 23 tuổi thì đây là tuổi có thể hưởng được nhiều kết quả về tài lộc. Tới năm 24 tuổi thì năm trung bình, tài lộc yếu kém và đường tình duyên có phần trắc trở. Năm 25 tuổi thì năm này khá ổn định và bổn mạng vững vàng và có cuộc đời tốt đẹp. Năm 26 tuổi thì sẽ có nhiều khó khăn và thất bại trong cuộc sống và không nhận được điều tốt lành về phần tài lộc và cuộc sống thì thiếu thốn tình cảm. Năm 27 tuổi thì nam giới Canh Tý nên cẩn thận trong việc công danh và vấn đề giao dịch và kỵ đi xa. Năm 29 tuổi, năm này thì khá tốt và phát vượng về tài lộc và năm hoàn thành về sự nghiệp của bạn. Năm 30 tuổi thì có nhiều hy vọng và thắng lợi trong nghề nghiệp và cuộc đời. Năm này thì sẽ có nhiều thành công và những tháng cuối năm. Năm 31 tuổi, thời gian khá tốt và nữ giới Canh Tý đi xa để phát triển và làm ăn thì thu nhiều thắng lợi. Năm 32 tuổi thì phát tài lớn nhưng cũng phải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong việc làm ăn. Năm 33 tuổi thì năm này vững vàng và khá tốt đẹp nhưng không nên đầu tư vào những việc lớn và đề phòng những tháng đại kỵ là những tháng 3, 7, 8 và tháng 10. Năm 34 tuổi thì đây là một năm phát triển về việc làm ăn và có nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 35 tuổi thì tiếp nối năm 34 tuổi thì năm này có cuộc sống lên cao và có nhiều điều tốt đẹp. Năm 36 tuổi và khoảng thời gian này thì làm ăn được và không có việc gì xảy ra, tuy nhiên thì cũng phải đề phòng giả đạo. Năm 37 tuổi thì đây là một năm trung bình, không có quá nhiều diễn biến xấu kỵ và hao tài vào những tháng 3 và tháng 6. Năm 38 tuổi là một năm vẹn toàn, mọi việc đều có thể thu xếp vẹn toàn theo ý muốn của mình. Năm 39 tuổi thì đây là một năm khá tốt về đường công danh cũng như về cuộc sống. Năm 40 tuổi là một năm có nhiều triển vọng tốt đẹp trong sự nghiệp lẫn công danh. Năm 41 tuổi thì không được tốt đẹp cho lắm. Năm 42 thì nhiều khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Năm 43 tuổi thì coi chừng bệnh tật gây khó khăn. Năm 44 và 45 tuổi thì hai năm này là vấn đề về tiền bạc, thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Tới năm 46 tuổi thì vào năm này bạn nên kỵ vào tháng 3, còn lại những tháng đều tốt đẹp. Năm 47 tuổi thì đây là một năm khá đẹp về vấn đề tài lộc, cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. 48 tuổi thì đây là một năm có nhiều dịp tốt. Tới năm 49 thì cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. 49 và 50 tuổi thì những năm này việc làm ăn cẩn trọng nên đi xa thì tốt. 51 tới 55 tuổi thì đây là một thời gian có nhiều biến động trong gia đình và sự nghiệp, cuộc sống có phần sôi động hơn, tuy nhiên thì thiếu tình cảm, tài lộc thì có phần yếu kém. 56 tuổi thì năm này cần phải thận trọng và không nên đi xa hay phung phí tiền bạc. 57 và 58 tuổi thì những năm này lại được khá tốt và bổn mạng vững. 59 và 60 tuổi là hai năm này trung bình, tài lộc và tình cảm bình thường, về phần bổn mạng thì trở nên yếu kém bạn nhé. Và trên đây thì quý bạn nữ mạng Canh Tý của năm 2020 đã hiểu thêm phần nào về tính cách lẫn con đường sự nghiệp, tình duyên gia đạo của mình như thế nào. Lưu ý đây chỉ là dự đoán chung cho tất cả các bạn nữ sinh năm 2020 nữ mạng mà thôi. Phúc phần, giáo dục và môi trường sống mỗi người khác nhau. Do vậy thì mỗi con người khác nhau, dù sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh. Còn nếu quý bạn muốn biết chi tiết tử vi cho riêng cá nhân của mình thì đừng quên comment giờ ngày tháng năm sinh ở phía dưới cho Bình An Tử Vi để giúp đỡ quý vị nhé. Và đừng quên là chia sẻ video này đến tất cả mọi người sinh năm 2020 bạn nhé.